1 2 6 7 8 9 10 lên số về Hà Nam Tiền Hải Giáp Vận Thái Bình. Hôm nay là thánh lễ chính tiệc của Tân Châu. 5 6 7 7 8 9 10 lên 1 2 5 6 7 Đoàn. Ý là đoàn là chúng ta đến trước thì chúng ta sẽ vui lòng đến hướng trước để chúng ta tham dự cái lễ trong buổi sáng ngày hôm nay được một sốt sáng hơn. Bây giờ này một lần nữa thì xin mời quý vị và tất cả các bà trưởng ban ngành chúng ta sẽ sắp xếp ra các bàn riêng của mình để trở về chúng ta cùng. Alo, alo 1234, alo, alo 1234, 567. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.